chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Toán. Và hiện tại là 8 giờ sáng ngày 16 tháng 5 năm 2019. Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc sập thờ gỗ vụ chân 22. Chiếc này chúng tôi đã hàng đã làm hoàn thiện cho anh Vĩ Lan tại phường Tân Dân, thành phố Việt Trì. Anh đã đặt chúng tôi cách đây khá lâu rồi, tầm 2-3 tháng rồi. Hôm nay đã hoàn thiện lên, tôi quay video gửi cho anh. Thì chiếc này là bằng 100% chất liệu gỗ vụ, được chạm tứ linh cân, chân là đầu lân chân móng. Đây là tổng thể của chiếc sập thờ đây, rất là đẹp, nhìn to và cực kỳ là bề thế luôn. Phía giữa là được chạm đầu hổ phù đấy, đầu hổ phù đây, cái mẫu hổ vũ vụ. Hai bên là thứ linh, long, rồng, quy là rùa, cái này là ly phượng, long ly quy phượng, được chạm rất là sắc nét. Đã chiếc sập thờ này được chúng tôi phun BU bóng mở, phần trên cổ là nghê chầu cuốn thư, hai bên này là hai cái nghê này, chầu cuốn thư ở giữa, cuốn thư là tượng trưng cho văn võ song toàn này, bên dưới có bầu rượu và cổ dưới bầu rượu và đồng tiền tượng trưng cho tài lộc. Ngoài ra cũng có những cái triện phúc, triện gấm, triện gấm rất là ý nghĩa. Bao lan là rồng trọc, rất là ý nghĩa. Đây là phần trên mặt, rất là sạch sẽ nhé. Mặt hai lá, gỗ vụ to mặt hai lá, còn này nếu mà quý vị làm gỗ mít thì là chúng tôi phải ghép nhiều hơn, rất là nhẵn. Nhưng mà ra hôm nay thì chúng tôi cũng hoàn thiện và bàn giao cho vị khách hàng ở Hiền Đa là anh Thêm Hiền Đa, chiếc này gỗ mít chân nhỏ hơn, chân 14, đơn giản hơn. Nên chiếc này quý vị thấy hai chiếc, một chiếc bên này của anh Vĩ Lan, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, chân 24 rất là to và đồ sộ. Bên này thì chân này chỉ đơn giản hơn. Rồi, quý vị ai có nhu cầu thì hãy liên hệ với Đồ Gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510 816, hoặc là truy cập vào website đồgỗtùng8.com. Chúng tôi có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đây là phần cơ sở chúng tôi ở phía bên trong kia. Đây là phần ngoài sân. Rồi, xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video clip khác nhé. Tôi sẽ xin kết thúc video ở đây để gửi tới anh Vĩ Lan ở Việt Trì.